buổi thank you party của The Phim Ba Vui Chợ Bài Tết cho quý bộ tài. Lời đầu tiên thì xin cho phép đại diện cho đoàn viên 30 Chiều Phải Tết gửi lời cảm ơn đến ekip CGV đã có thể linh hoạt ứng biến cái buổi ngày hôm nay đang diễn ra. Hôm nay là ngày theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ tổ chức lễ premiere bộ phim 30 Chiều Phải Tết. Tuy nhiên thì có một số vấn đề kỹ thuật thì để giữ cho định hoạt động của bên team marketing được tốt thì ekip của CGV đã rất nhanh chóng linh hoạt để mà tổ chức ra buổi đó cũng như này. Rất cảm ơn CGV. Lời tiếp theo thì xin cảm ơn và xin lỗi đến tất cả anh em phóng viên báo chí, bởi vì ngày hôm nay nó lý ra là chúng ta sẽ được có một cái thảm đỏ dài rộng rộng hơn và có bộ phim để xem, nhưng mà vì một số lý do thì chúng tôi có thể sẽ may mắn thì tôi mới trễ hơn một chút. Còn nếu không may mắn hơi thì chắc đợi ra rạp mới được xem. Còn nếu xui quá thì cũng chưa biết. Thì đầu tiên thì rất xin lỗi anh em. Ngày hôm nay con ngày ngày hôm nay rất cảm ơn rất nhiều. Sẽ làm tăng thêm sự tò mò của tất cả quý anh chị và những phóng viên ở đây cũng như là khán giả để đón chờ bộ phim 30 Chiều Phải Tết của mình. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh rất nhiều ạ. Cảm ơn anh. Dạ. Và sau đây là hiện tại trên sân khấu bây giờ sẽ phải có thêm một người diễn viên là bạn đồng hành và chính trong phim cùng anh, đó là Mạc Bạch Khoa. Nhưng mà quý vị thân mến, bởi vì ngày hôm nay có một số trục trặc nho nhỏ cho nên là diễn viên Mạc Bạch Khoa sẽ tới trễ một chút. Nhưng mà quý vị yên tâm là anh ấy vẫn sẽ tới để có thể giao lưu cùng với tất cả quý vị. Và bây giờ thì em xin được hỏi anh Giang đi ha. Thì trong suốt quá trình làm phim thì như anh Huy cũng có chia sẻ là mình có một số trục trặc như vậy thì, nhưng mà em tin chắc là trong quá trình làm phim của mình cũng sẽ có rất nhiều kỷ niệm. Thì anh có thể chia sẻ cái kỷ niệm nào khiến anh cảm thấy vui nhất hoặc là nó nhiều khó khăn nhất đến cho tất cả quý anh chị được nghe không ạ? Đầu tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian, vì cận Tết rất là bận rộn nhiều thứ mà đã dành thời gian đến đây có nghĩa là có một cái sự quan tâm và có thể là sự chia sẻ và đã dành cho đoàn phim cũng như mà nhiều bạn phần với nhau. Cảm ơn quý vị đến đây rất là nhiều. Đúng quý vị, thì đây là một trong những cái phim mà lần đầu tiên Trường Giang đóng phải tham gia từ đầu tới cuối, tính tổng cộng là 6 tháng trời mới hoàn thành xong cái phim này. Và như quý vị thấy cái tên là 30 Chưa Phải Tết y chang luôn, hôm nay cũng là Chưa Phải Tết. Thì như Huy vừa chia sẻ thì thực ra cái khó khăn là lúc mà quay phim này là gặp rất là nhiều bão và mọi thứ về di chuyển về cái cảnh trí mà tất cả mọi thứ mọi người đều phải làm đẹp nhất và tất cả đều phải là xây dựng hết. Ví dụ như hồi xưa mình đóng một cái phim một cái nhà cũ thì mình đi bước nhà cũ không, tất cả đều phải tự làm hết, tất cả mọi thứ đều mình phải tự thiết kế của họa sĩ làm hết, nên rất là mất thời gian và mình phải chờ đợi chờ qua chờ lại rồi mưa gió rồi trục trặc về con người, về nhiều thứ lắm. Đây là một trong những cái phim mà khủng khiếp nhất cho đến giờ này Trường Giang từng tham gia. Và nó hoàn toàn khác biệt với những vài năm trước đó. Ngày xưa chỉ đóng vai hài, nhí nhố một tí, rồi hài, drama tí, rồi yêu đương nhanh nhất tí. Thì cái phim này là một cái vai cũng là khó, đến thời điểm này là khó nhất. Là nhìn cái mặt, mọi người nhìn cái mặt cũng thấy rồi, mặt này cũng không dễ ưa lắm trong cái bộ phim này. Thưa quý vị, là cuộc sống nó luôn có nhiều khó khăn. Và ngày xưa khi mình chưa có gia đình, chưa có con thì cái cách mình đương đầu khó khăn nó khác. Bây giờ mình có vợ, có con mà, cái cách mình đương đầu khó khăn nó cũng khác. Và cuộc sống thì luôn luôn gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà còn rất là nhiều điều tử tế bên ngoài xã hội, nên chúng ta cứ tích cực, cứ thoải mái, cứ nở nụ cười thì may mắn sẽ tới. Và hy vọng là những điều may mắn sẽ tới với tất cả anh em chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu như không may mà chúng ta không được ngồi trong rạp để xem phim này hoặc chỉ xem qua YouTube thì cái điều không may
nhiều nhất là khán giả, vì khán giả đang rất là chờ đợi. Còn đối với Trường Giang Quang Huy á, thì em thấy báo viết là sẽ mất 1 triệu đô gì đó. Em chưa bao giờ quan tâm đến tiền. Mẹ em nói luôn tất cả mọi người hiểu luôn là em đi diễn chưa bao giờ biết em diễn show nào đóng phim bao nhiêu tiền, chưa bao giờ, và em cũng không bao giờ quan tâm. Thật lòng mà nói luôn, anh Vũ biết hết tiền bạc giờ anh Vũ giữ tới tháng đưa vợ em không biết cắt luôn. Nhưng mà em không quan tâm chuyện tiền, bởi vì cái tiền nó không đánh giá được cái giá trị cái bộ phim này được 1 triệu đô đó. Bây giờ nếu mà nó bỏ ra 5 triệu đô để mua lại cái phim này để gọi tài chiếu đâu đó, em cũng không đồng ý với Quy luôn. Bởi vì công sức mọi người bỏ ra cho cái phim này là 1 triệu đô la nó không là gì cả. Làm được cái phim này nó khủng khiếp lắm mọi người. Nếu mọi người có được cơ hội coi thì mọi người sẽ hiểu luôn nó khó khăn như thế nào. Chứ còn báo viết ở Trường Giang Quang Huy sắp mất 1 triệu đô la thì bây giờ triệu đô la đối với Quy là gì? Anh Quy có 30 triệu đô la thì không có làm cái gì với anh. Còn em thì tiền là vợ lấy hết nên em không có một đồng nào. Còn để nói về một cái buồn thứ nữa là lúc mà em mang em bé, hai chồng vui ngồi khóc cả đêm, thì từ đó mình tự nữa bản thân mình là ba sau này sẽ đóng những cái phim phải để lại cái gì đó cho con coi, và sau này nếu con lớn lên con sẽ ngồi trước màn ảnh con coi cái bộ phim của ba, con sẽ ảnh gì tiếc điều đó nếu không được thành sự thật. Tiếp điều đó nên phim không được ra đời. Và tiếp một điều là một phim chỉnh chu như thế không được ra đời là một sự tiếc nuối. Em không dám nói hay, nhưng mà về sạch sẽ chỉnh chu là điều mình tin là có thật. Bởi vì mình tham gia mình biết. Ủa, buổi này đúng như là buổi phim không được chiếu gì. Cái đó là điều xui nhất thôi, xui nhất thôi quý vị. Xui nhất thôi. Còn vẫn có niềm tin. Vì khi mà mình có con thì mình chỉ trong đầu điều là mọi khó khăn là mình sẽ gánh chịu hết, chỉ cần con ở trong một vòng hạnh phúc và an toàn. Nhưng cái mình sợ nhất là không làm được điều mình đã hứa, dù biết con có nghe không. Cái mình hồi xưa lúc mà chưa có con á, anh Quang Huy anh ngồi nói mà mình nói là ông này là chắc ông bị cắn thuốc hay gì nè. Anh nói trời có con ghê lắm, nó đã lắm, anh phải chạy về ôm anh xoa rồi anh nắm cái thai nó dắt nó đi, nó cũng khiếp lắm em. Mình nói ông này chắc ông đi cược với thời đại, nó cũng khiếp, nó có nhưng mà nó không kinh khủng như anh nói. Thì sau này khi mình có con rồi mình nghĩ là cái người mà bị hư não là mình, chứ không phải là cái sự sung sướng khi mình có đứa con đó, là nó không bằng tất cả những thứ khác học lại. Cho nên khi mình có con là mình cảm nhận về cha mẹ nó khác. Nghĩ dĩ nhiên là ngày xưa mình không phải là bất hiếu, nhưng mà cái cảm nhận của mình về cha mẹ nó khác. Và mọi thứ mình đương đầu, mình đối diện và mình làm nó đều khác biệt hết. Đi đứng ăn nói cũng khác biệt, vì con nó thấy. Mẹ nó thì thấy rồi đó, nhưng con nó thấy. Cho nên là cũng sẽ là buồn nếu như cái điều mình sắp dành cho con nó không thể hiện được. Nhưng mà đó là mình xui nhất thôi, nhưng chắc đợt này sẽ hơn, không sao. Có thể một tràng pháo tay để chúc cho bộ phim mình may mắn hơn được không ạ? Cảm ơn mọi người đã nhìn mình. Khán giả muốn đến để xem cái yếu tố gì đặc biệt nhất trong phim mình? Thực ra thì mỗi khán giả có gu thưởng thức khác nhau, mình cũng không biết là khán giả sẽ ra làm việc gì. Mình chỉ nghe tin là với những gì cả đoàn đã bỏ ra thì khán giả sẽ đến xem phim với tất cả tình yêu phim, tình yêu dành cho bộ phim và niềm tin dành cho bộ phim sẽ lôi kéo được khán giả. Tức là hai thứ là tình yêu thương dành cho tất cả mọi người và niềm tin rằng đây là bộ phim chỉnh chu nên người ta sẽ đến xem. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh. Một tràng pháo tay cho bộ phim của chúng ta được may mắn hơn được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đang có những điều nó khó khăn như nào thì tất cả vẫn là những điều, cái tâm niệm đó. Có những nơi để đi mà chỉ có một nơi để quay về thì tên đó chính là gia đình. Và cũng chúc cho quý vị và gia đình quý vị tới hôm nay sẽ có một tết ấm no vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cảm ơn quý vị.